Để con đi, con tên là gì bao nhiêu tuổi? Con tên là Dương Minh Ngọc, con 7 tuổi. Con tên là Quang Giang, con ở trường Trò Vân Đảo. Tuổi em tên là Trung Minh Đức, 14 tuổi. Con tên là gì nhỉ? Con tên là Phan Vũ Bảo Hân ạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 7 tuổi ạ. Em tên là Linh và em năm nay lớp 7. Hôm nay em đến đây với ai? Hôm nay em đến đây mẹ. Hôm nay cha đến đây với ai? Với mẹ, anh và em ạ. Với bố mẹ và công ty. Hôm nay con đến trên trường hôm nay với cô ạ. Đến ngày hội hôm nay con cảm thấy như nào? Ở nhà con quý ai nhất? Mẹ ạ. Ở nhà em quý ai nhất? Cả bố cả mẹ. Không quý ai nhất, không chọn một người thôi. Không chọn được ạ. Không chọn được. Tại sao quý mẹ không quý bố? Em có quý bố nhưng mà quý mẹ hơn người mẹ hay gần gũi với mình. Tại sao lại quý bố nhất ạ? Tại vì nó hay cầm nắng tay. Bố đi hơi hay hơi khó tính một tí với cả bố hay đi làm nhiều. Anh không hài lòng nhất ở bố mẹ không? Còn bố mình yêu bố như thế thì mình có không hài lòng ở bố điểm nào không? À bố là tuyệt vời luôn, bố hoàn hảo luôn, không có điểm nào đáng chê. À thế à? Cái em không thích của bố em là bố em thì dễ cáu, còn mẹ em thì thương á. Tôi biết bố mẹ là hãy cần hưởng của con hơn. Mẹ của bác cho con ạ. Con làm nghĩa sư bố mẹ ạ. Nằm ôm mẹ xem hình. Mong bố mẹ vẫn mãi vui vẻ như thế này. Có những cuối đời. Mẹ ơi con yêu bố mẹ.